Mã Cảnh Đào ngoại hình già nua, mò mém ở tuổi 61. Ngoại hình của Mã Cảnh Đào ở tuổi 61 khiến nhiều khán giả không thể nhận ra nam thần ngày nào. Ở tuổi 61, theo Sina, Mã Cảnh Đào gần đây đã lần đầu livestream để giao lưu với khán giả. Ông nhanh chóng gây chú ý bởi ngoại hình có phần phát tướng, xuống dốc khá nhanh so với nhiều đồng nghiệp cùng thời như La Gia Lương, Lưu Đức Hoa. Trong buổi livestream, Mã Cảnh Đào đội mũ lưỡi chai, gương mặt già nua, chảy xệ và khuôn miệng mó mém như một ông lão. Nam diễn viên tỏ ra khá căng thẳng, luôn khoanh tay để nói chuyện. Cuộc phát sóng trực tiếp của Mã Cảnh Đào thu hút nhiều bình luận sôi nổi, trong đó hầu hết đều bày tỏ sự tiếc nuối về ngoại hình của diễn viên gạo cội. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng họ cảm thấy Mã Cảnh Đào giống diễn viên đóng thế nhiều hơn, không còn khí chất ngôi sao như ngày nào. Không ít người còn nghi ngờ có thể anh đã bị mắc căn bệnh nào đó khiến ngoại hình xuống dốc thê thảm. Gần đây, Mã Cảnh Đào cũng nhận được sự quan tâm khi trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim thần thoại Đông Du Chi Bắt Tiên Phục Ma sau 8 năm vắng bóng. Ông thủ vai Lữ Động Tân, đóng cùng Đồng Duy Gia, cùng Hán Lâm. Tuy nhiên, vai diễn này khiến nam diễn viên hứng chịu nhiều chỉ trích, bị chê là thảm họa và ăn mày quá khứ. Phá hủy hình tượng Lữ Động Tân từng được chính anh gây dựng trong bộ phim Đông Du Ký cách đây 25 năm. Hiện tại, ở tuổi 61, ngoại hình già dặn, rám nắng của nam diễn viên bị đánh giá không phù hợp với nhân vật nam chính vốn mang cốt cách phóng khoáng, thư sinh cùng khí chất thần tiên. Năm 36 tuổi, Mã Cảnh Đào từng tham gia đóng Đông Du Ký. Tài tử tạo nên hình tượng của một Lữ Động Tân thư sinh phong độ với những động tác xoay quạt và đánh võ đẹp mắt. Nội dung Đông Du Ký xoay quanh quá trình tu đạo, diệt yêu trừ ma, đắc đạo thành tiên của Bát Tiên, bao gồm Lữ Động Tân, Thiết Quải Lý, Hán Trung Ly, Trường Quả Lão, Lam Thái Hòa, Hà Tiên Cô, Hàn Tương Tử và Tào Quốc Cữu. Trong đó, vai diễn Lữ Động Tân của Mã Cảnh Đào nhận về vô số lời khen của khán giả với tuyến tình cảm đầy triết lý cùng Hà Tiên Cô và Bạch Mẫu Đơn. Mã Cảnh Đào sinh năm 1962, là nam diễn viên người Đài Loan nổi tiếng nhất thập niên 90 trên màn ảnh Đài Loan, Trung Quốc đại lục và Singapore. Tài tử nổi tiếng nhờ tài năng diễn xuất và ngoại hình ưu tú. Hầu hết những bộ phim Mã Cảnh Đào tham gia đều nổi tiếng như Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994, Đồng Du Ký 1999, Tiếu Ngạo Giang Hồ 2000, Kiếu Trang Bí Sử 2002, Thái Tổ Bí Sử 2005, Phong Thần Bảng, Phượng Minh Kỳ Sơn 2007, Trường Hoa Mai, Ngọn Cỏ Ven Sông. Mã Cảnh Đào từng được mệnh danh là nam thần phim Quỳnh Giao. Nhiều năm qua, Mã Cảnh Đào gần như ở ẩn trong làng giải trí. Tin tức về nam diễn viên cũng khá hiếm hoi. Mã Cảnh Đào không còn xuất hiện trong các bộ phim, chủ yếu tham gia biểu diễn ở các hội chợ, trung tâm thương mại để kiếm sống.